3 cơn siêu bão liên tiếp đổ bộ, chuyên gia lý giải hiện tượng bất thường. Ít nhất 27 cơn lốc đã càn quét Florida. Sonic D sẽ đối mặt với hình phạt gì? Ra mắt phim tiểu sử về Donald Trump. Cô bé chăn bò giúp cảnh sát phá án còn sát hại mẹ ở Gia Lai. Gã đặc công giải ngũ rơi vào lao lý sau khi cô bạn gái bị kiểm tra hành chính. Người Việt chế tạo trái tim nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Cùng với các thông tin đáng chú ý khác, xin mời quý vị sẽ cùng đón xem. Quốc Huy kính chào quý vị, xin mời quý vị sẽ cùng đến với tin 24 giờ ngày 11 tháng 10. Chúng tôi sẽ điểm qua các tin tức thời sự trên thế giới và những thông tin mới nhất về người Việt trên toàn cầu cũng như trong nước. Và ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Chỉ trong vòng hơn một tháng, ba cơn siêu bão Milton, Helene và Yagi liên tiếp xuất hiện, mang theo sức tàn phá khủng khiếp và tạo nên những lo ngại về biến đổi khí hậu. Các chuyên gia đã đưa ra những nhận định về lý do khiến cho cơn bão xuất hiện dồn dập và có xu hướng mạnh mẽ hơn. Theo bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, biến đổi khí hậu đang làm trái đất ấm lên, dẫn đến tình trạng nhiệt độ biển tăng cao. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho bão hình thành và nhanh chóng đạt cấp siêu bão. Bà Lan cho biết, để một cơn bão hình thành, nhiệt độ biển cần đạt từ 27 độ C trở lên. Bà Lan nói, nhiệt độ càng cao thì năng lượng nuôi bão càng nhiều. Trên các đại dương, vào thời điểm nó hình thành lại không có vật cản, không có không khí lạnh, các cơn bão cứ vậy ngấu nghiến năng lượng rồi mạnh lên nhanh chóng. Trong số các cơn bão gần đây, Yagi gây chú ý khi duy trì cấp độ siêu bão suốt gần 3 ngày, một hiện tượng rất hiếm thấy. Bà Lan giải thích, cấu trúc của bão Yagi rất chắc đối xứng, mặt bão rõ ràng, cho thấy khả năng duy trì sức mạnh và không suy yếu nhanh chóng. Chuyên gia cũng cảnh báo rằng với các điều kiện hiện tại, siêu bão sẽ còn xuất hiện nhiều hơn trong tương lai. Có thể trong năm này sẽ không xảy ra thêm các trận bão lớn, nhưng trong những năm tới, sự gia tăng tần suất và cường độ bão là điều hoàn toàn có thể dự báo được. Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cũng dự báo, theo dự báo dài hạn từ các mô hình khí tượng, có khả năng vào cuối tháng 10, ngoài khơi Philippines sẽ hình thành một cơn bão mới. Dự báo của Mỹ cũng cho thấy, vào khoảng ngày 26 tháng 10, cơn bão này có thể phát triển thành siêu bão. Không chỉ khu vực Thái Bình Dương, Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ, NSC, cũng cảnh báo về cơn bão Leslie tại Đại Tây Dương, dự kiến sẽ tăng cường độ và có khả năng trở thành một siêu bão trong những ngày tới. Điều này cho thấy sự gia tăng đáng lo ngại của các hiện tượng bão mạnh, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng phức tạp. Với những diễn biến hiện tại, các nhà khoa học cảnh báo chúng ta cần phải chuẩn bị cho các kịch bản tồi tệ nhất. Biến đổi khí hậu không chỉ khiến cho các siêu bão ngày càng xuất hiện nhiều hơn mà còn đe dọa đến an toàn của hàng triệu người dân. Trái đất ấm lên đồng nghĩa với một tương lai không thể đoán trước về mặt thời tiết và việc sẵn sàng ứng phó là điều cấp thiết để bảo vệ cuộc sống và tài sản của cộng đồng. Thưa quý vị, bão Milton đã suy yếu thành bão hậu nhiệt đới và di chuyển vào Đại Tây Dương vào ngày thứ Năm, ngày 10 tháng 10, sau khi đổ bộ vào bang Florida, nước Mỹ, vào ngày tối thứ Tư và để lại nhiều hậu quả, với ít nhất là 10 người thiệt mạng và hàng triệu người mất điện. Dù vậy, may mắn cơn bão không gây ra đợt sóng biển thảm khốc như nhiều người lo sợ. Thống đốc Ron DeSantis cho biết bang Florida đã thoát khỏi kịch bản tồi tệ nhất, nhưng ông cũng nhấn mạnh thiệt hại do bão vẫn còn rất nghiêm trọng. Và tình trạng lũ lụt đang là mối lo lớn. Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alexandro Mayorkas thông tin về 10 trường hợp tử vong đều liên quan đến lốc xoáy. Ông cho biết thêm ít nhất 27 cơn lốc đã càn quét qua Florida. Tại hạt San Lucie, trên bờ biển phía đông Florida, chuỗi lốc xoáy đã cướp đi sinh mạng của 5 người, trong đó có ít nhất 2 cư dân ở cộng đồng người cao tuổi Spanish Lakes, theo thông tin từ phát ngôn viên chính quyền địa phương. Những cột điện bê tông gãy đổ và nhiều xe tải lật úp là bằng chứng khác về sức tàn phá của lốc xoáy. Theo báo cáo từ PowerOutage.us, tính đến chiều ngày thứ Năm theo giờ địa phương, hơn 3,2 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp tại Florida mất điện, với nhiều trong số đó đã phải sống trong cảnh không có điện dài ngày. Sau khi bão Helene quét qua khu vực cách đây 2 tuần, tại St. Petersburg, bão Milton xé toạc mái của Tropicana Field. Sân vận động diễn ra các trận đấu của đội bóng chày Tampa Bay Rays, nhưng không có báo cáo về thương vong. Hiện đây đã trở thành trung tâm cứu trợ, với hàng nghìn giường xếp được thiết lập trên sân để tiếp đón những người bị ảnh hưởng bởi bão. Trong khi đó, ở trung tâm thành phố, hàng chục người dân đổ ra đường chứng kiến cảnh chiếc cần cầu đổ sập, làm hư hại một góc của tòa nhà Johnson Post trên đại lộ First Avenue South, cũng là nơi trụ sở của báo Tampa Bay Times.
cần cầu gãy gập kéo dài từ bên này sang bên kia của con phố. Cảnh tượng thật sự gây sốc và khó tin, Alberta Momenti, 27 tuổi, cư dân sống ở gần đó chia sẻ. Nó như bị nghiêng và tòa nhà đã đỡ nó nhưng cũng bị thiệt hại không nhỏ. Hiện tại thì Florida vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt do mưa lớn với tổng lượng mưa đạt gần 460mm, làm tăng nguy cơ nước sông tràn bờ ở nhiều khu vực. Các nhà chức trách hiện đang theo dõi chặt chẽ, nhưng theo thị trường Tampa, James Cator, mực nước của các con sông hiện tại vẫn ở mức tương đương hoặc thấp hơn so với thời điểm sau cơn bão Helene 2 tuần trước. Tổng thống Joe Biden đã hoãn chuyến công tác nước ngoài để tập trung vào các nỗ lực ứng phó với bão Milton. Nhà lãnh đạo cho biết Quốc hội Mỹ có thể có phiên làm việc để có thể xem xét nhu cầu cứu trợ sau bão, dù ông chưa có cuộc thảo luận nào với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson về vấn đề này. Dự kiến các thành viên Hạ viện và Thượng viện sẽ không trở lại Washington cho đến sau cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Thưa quý vị, về vụ án Baby Oil chấn động ngành giải trí Mỹ vừa qua, mới đây Sean Diddy Combs đã ra hầu tòa lần đầu tiên kể từ khi bị truy tố và tạm giam cách đây 3 tuần với các tội danh liên quan đến âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục và hành nghề mại dâm. Phiên điều trần diễn ra tại tòa án liên bang Manhattan, New York vào ngày thứ Năm, ngày 10 tháng 10. Tại đây, thẩm phán đã ấn định ngày xét xử ông trùm nhạc rap là ngày 5 tháng 5 năm 2025. Và theo đó, Diddy vẫn tiếp tục bị tạm giam chờ ngày ra tòa, trừ khi tòa chấp nhận đơn xin thỉnh cầu tại ngoại. Diddy xuất hiện với vẻ ngoài bình thản, mặc quần áo tù nhân màu be. Theo thông tin từ Paysix, khi bước vào phòng xử án qua cửa phụ, nam rapper 54 tuổi tươi cười vẫy chào người thân và ôm luật sư của mình. Mẹ Diddy, bà Janice Combs, 84 tuổi, và 6 trong 7 người con của rapper đến tham dự phiên tòa. Họ nắm tay thể hiện sự đoàn kết trước sự la ó của đám đông bên ngoài tòa án. Theo phán quyết từ thẩm phán, phiên xét xử chính thức ông trùm nhạc rap sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 5 và dự kiến kéo dài 1 tháng. Tuy nhiên, thời gian có thể thay đổi nếu có thêm cáo buộc. Trước đó, Diddy đã nộp đơn xin tại ngoại 3 lần, nhưng vẫn bị tòa từ chối do lo ngại rapper sẽ can thiệp, gây cản trở vụ án và có nguy cơ bỏ trốn. Diddy đã bị tạm giam tại nhà tù Brooklyn, New York từ giữa tháng 9. Các công tố viên cho biết chính quyền liên bang đã tịch thu 100 thiết bị điện tử từ Diddy và đang trích xuất dữ liệu từ tất cả các thiết bị này. Trong khi đó, phía luật sư Diddy đã đệ đơn kiện cáo buộc chính phủ làm rò rỉ đoạn video Diddy đánh bạn gái cũ, ca sĩ Cassie Ventura tại một khách sạn ở Los Angeles vào năm 2016. Công tố viên đã phủ nhận cáo buộc trong tài liệu gửi thẩm phán và khẳng định rằng cơ quan điều tra an ninh nội địa không có được video trước khi CNN công bố những hình ảnh này. Nếu bị kết tội, nam rapper sẽ phải đối mặt với mức án tối thiểu 15 năm tù. Chúng tôi xin được cập nhật một tin tức an ninh khác ở châu Á. Thưa quý vị, ABC News đưa tin, cảnh sát tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông khi người này đánh cắp một chiếc xe buýt để vượt biên giới trở lại Triều Tiên. Người đàn ông 30 tuổi từng đào tẩu khỏi Triều Tiên và định cư ở Hàn Quốc từ năm 2011. Đối tượng bị cảnh sát tỉnh Gyeonggi bắt giữ khi cố gắng đánh cắp một chiếc xe buýt dùng làm phương tiện để vượt qua cầu Tonggil ở Paju, dẫn đến cửa khẩu an ninh, phớt lờ cảnh báo từ binh lính. Người này sau đó khai rằng cuộc sống ở miền Nam quá khó khăn, anh rất nhớ gia đình và muốn trở về miền Bắc. Đây không phải là trường hợp đầu tiên rời khỏi Triều Tiên và sau đó cố gắng quay trở về. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết từ năm 2012 đến 2021 đã có 31 người đào tẩu thành công, sau đó tìm cách trở lại Triều Tiên, trung bình 3 người một năm. 71% trong số đó đều cư trú tại Hàn Quốc chưa đầy 5 năm. Tiến sĩ Shin Dae-jin của Đại học Sinh Cung Quan nhận xét về tình trạng này, nói rằng một số người đào tẩu khỏi Triều Tiên gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới tầm miền Nam và nhiều người ở tuổi già bắt đầu nhớ về quê hương và muốn trở về. Viện nghiên cứu Seoul năm ngoái cho biết 37,7% người đào tẩu Triều Tiên sống tại Seoul không kham nổi chi phí sinh hoạt. Người đàn ông trên đang bị điều tra với các cáo buộc vi phạm đạo luật an ninh quốc gia và đạo luật bảo vệ căn cứ quân sự, trộm xe, lái xe không có giấy phép. Quay trở lại nước Mỹ, thưa quý vị, bộ phim The Apprentice, tiểu sử bán tự truyện về cuộc đời của doanh nhân trẻ Donald Trump trong những năm 1970 được ra mắt rạp vào ngày 11 tháng 10, chỉ 3 tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. Phim do đạo diễn Ali Abbasi thực hiện với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Sebastian Stan trong vai Donald Trump và Jeremy Strong vào vai người cố vấn của ông, Roy Cohn. The Apprentice khắc họa hành trình của ông Trump khi ông từng bước xâm nhập vào ngành bất động sản New York dưới sự hướng dẫn của cố vấn Cohn. Bộ phim tập trung vào mối quan hệ phức tạp và đề tranh cãi giữa Trump và Cohn, một luật sư nổi tiếng với những vụ kiện nổi bật.
năm 1973. Roy Cohn đại diện cho Trump và cha ông trong một vụ kiện chống lại các cáo buộc phân biệt đối xử với người thuê nhà da màu. Dù sau đó đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ, mối quan hệ giữa Trump và Cohn trở nên thân thiết. Cohn gọi Trump là bạn thân của mình. Bộ phim nhận được nhiều sự đánh giá tích cực từ giới phê bình tại Liên hoan phim Cannes, nơi The Apprentice lần đầu tiên ra mắt vào tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, bộ phim cũng gây ra nhiều tranh cãi vì nhiều chi tiết nhạy cảm, như cảnh Trump cưỡng hiếp người vợ lúc đó của ông là Ivana dựa trên một lời khai trong vụ ly hôn của họ. Chiến dịch Trump đã đe dọa kiện để ngăn phát hành bộ phim và cáo buộc đây là sự bịa đặt và can thiệp bầu cử từ Hollywood. Tuy nhiên, bộ phim vẫn được phát hành tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 10. Với việc ra mắt chỉ 3 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống, thời điểm công chiếu The Apprentice được xem là một chiến lược quan trọng nhằm thu hút sự chú ý và thúc đẩy tranh luận ngay trước cuộc bầu cử. Bộ phim dự kiến sẽ khuấy động thêm các cuộc thảo luận về vai trò và ảnh hưởng của ông Trump trong bối cảnh chính trị hiện tại. Thưa quý vị, cũng bên lề chính trị, chiếc áo sơ mi thắt nơ Pussy Bow với vẻ đẹp mềm mại và thanh lịch từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong tủ đồ của những người phụ nữ quyền lực, từ Margaret Thatcher cho đến Kamala Harris. Không chỉ là một trang phục đẹp mắt, sơ mi Pussy Bow còn là vũ khí thể hiện sự mềm mại và quyết đoán trong thế giới đầy cạnh tranh. Margaret Thatcher, nữ thủ tướng đầu tiên của nước Anh, từng chia sẻ vào năm 1985 rằng là thủ tướng không có nghĩa là bạn phải mất đi về nữ tính. Thật vậy, chiếc áo Pussy Bow trở thành biểu tượng thời trang giúp bà thể hiện sự cân bằng giữa sự mạnh mẽ và sự duyên dáng giữa chính trường vô số thách thức. Pussy Bow không phải là phát minh của thế kỷ 20. Nguồn gốc của nó có lẽ phải lần theo dấu chân của thời đại Louis XIV tại Vương triều Pháp, khi tình nhân của vua, nữ công tước Louis de Lavalier, đã tạo ra phong cách Lavalier tie, lấy cảm hứng từ chiếc cravat của nhà vua. Nhưng mãi đến năm 1950, chiếc áo này mới thực sự trở thành bạn đồng hành của phụ nữ trong giới công sở, tượng trưng cho sự vươn lên của phong trào nữ quyền thứ hai, đặc biệt là với tầng lớp phụ nữ công sở ở Mỹ. John T. Malloy, tác giả cuốn sách The Woman's Dress for Success, xuất bản vào năm 1977, đã gọi đây là một lựa chọn không thể thiếu của những người phụ nữ tham vọng. Gần đây, Phó Tổng thống Kamala Harris đã hồi sinh phong cách này bằng cách mặc kiểu áo Pussy Bow trong suốt chiến dịch tranh cử của mình. Từ Đại hội Đảng Dân Chủ đến các cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump, từ buổi phỏng vấn cùng Oprah cho đến buổi trò chuyện trên truyền thông, chiếc áo đã trở thành hình ảnh quen thuộc khi bà Harris xuất hiện. Năm 2016, bà Melania Trump đã xuất hiện với một chiếc áo Gucci với chiếc nơ lớn khi vụ bê bối của chồng mình gây xôn xao. Hay như năm 2018, Sarah Danius, nữ tổng thư ký đầu tiên của Viện Hàn Lâm Thụy Điển, đã chọn một chiếc áo Pussy Bow trắng để tham dự họp báo sau khi bị sa thải do scandal liên quan đến quấy rối tình dục trong viện. Phụ nữ Thụy Điển đồng loạt mặc trang phục tương tự như một hành động phản đối đầy ý nghĩa. Dù có ý kiến cho rằng đó là dấu tích của sự kỳ vọng cũ kỹ về vẻ nữ tính, Pussy Bow vẫn tiếp tục thu hút những người phụ nữ ở đỉnh cao quyền lực như bà Kamala Harris bởi nó giúp họ thể hiện sự độc lập và quyết đoán một cách thanh lịch. Về lĩnh vực giải trí, thưa quý vị, ngôi sao nhạc pop Taylor Swift đã vượt qua Rihanna, vươn lên vị trí nữ nhạc sĩ giàu nhất thế giới với tài sản ước tính trị giá 1,6 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại thì Taylor Swift là nhạc sĩ giàu thứ hai toàn cầu, chỉ đứng sau Jay-Z, người sở hữu khối tài sản 2,5 tỷ đô la Mỹ. Rihanna, với khối tài sản trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ, vẫn giữ danh hiệu nữ nhạc sĩ giàu nhất mọi thời đại, khi cô từng đạt được đỉnh với tài sản 1,77 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, với đà phát triển hiện tại thì Taylor Swift được đánh giá là có thể sớm đạt được danh hiệu này. Tạp chí Forbes đã xác nhận thông tin này sau khi cập nhật tình hình tài chính của Taylor Swift nhờ vào thành công vang dội của tour diễn Eras. Theo ước tính, 600 triệu đô la Mỹ tài sản của Swift đến từ doanh thu và tiền bản quyền của tour diễn và thêm 600 triệu đô la Mỹ từ giá trị của danh mục âm nhạc và 125 triệu đô la Mỹ từ đầu tư bất động sản. Điều làm Taylor Swift nổi bật là tài sản của cô ấy chủ yếu đến từ sự nghiệp âm nhạc, khác với nhiều nghệ sĩ khác. Cô là nhạc sĩ duy nhất trong lịch sử đạt mốc tài sản hàng tỷ đô la chủ yếu nhờ vào doanh số bán album và buổi diễn trực tiếp, thay vì từ các dự án kinh doanh khác. Swift chính thức trở thành tỷ phú vào tháng 10 năm 2023. Gần đây, nữ ngôi sao nhạc pop này cũng công khai ủng hộ bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, khiến ông Donald Trump không hài lòng. Ông Trump đã phán rằng Taylor Swift sẽ phải trả giá cho quyết định này. Trước đó, ông đã chia sẻ những hình ảnh giả mạo do AI tạo ra cho rằng Taylor Swift và người hâm mộ của cô ủng hộ mình. Sau khi Swift thực sự bày tỏ sự ủng hộ cho bà Harris, ông Trump đã đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội bày tỏ: "Tôi ghét Taylor Swift."
Chuyển qua thông tin khác tại Mỹ, thưa quý vị, một người phụ nữ ở hạt Kitsap, Washington đã phải gọi điện khẩn cấp 911 trong hoảng sợ khi cô ấy bị bao vây bởi 50-100 con gấu mèo hung dữ ngay trước cửa nhà. Trước đó thì cô từng cho một đàn nhỏ gấu mèo ăn suốt nhiều năm mà không gặp vấn đề. Tuy nhiên khoảng 6 tuần gần đây, số lượng của chúng tăng vọt và chúng trở nên ngày càng hung hãn, cao cấu cửa nhà và thậm chí bao vây xe mỗi khi cô đi ra ngoài. Cô chia sẻ rằng đàn gấu mèo không ngừng theo dõi và áp sát buộc cô phải cho chúng ăn, khiến cô hầu như không thể rời khỏi ngôi nhà yên ổn. Từ video căn phòng cảnh sát cho thấy hình ảnh hàng chục con gấu mèo tập trung xung quanh nhà của người phụ nữ. Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đột ngột về số lượng gấu mèo không rõ ràng, văn phòng cảnh sát và cơ quan về cá và động vật hoang dã bang Washington kết luận rằng không có luật nào bị vi phạm. Brigitte Meyer, phát ngôn viên của cơ quan cá và động vật hoang dã bang Washington cho biết qua email rằng, theo luật bang, việc cho động vật ăn thịt lớn như gấu hoặc báo sư tử ăn là bất hợp pháp, trong khi các địa phương có thể quy định cấm cho các loại động vật hoang dã khác ăn. Và hiện tại, không có luật nào ở cấp bang cấm việc này. Tuy nhiên, các chuyên gia động vật hoang dã cảnh báo rằng việc cho động vật ăn có thể thu hút những kẻ săn mồi nguy hiểm hơn, chẳng hạn như sói đồng cỏ và gấu. Sau khi người phụ nữ ngừng cung cấp thức ăn, đàn gấu mèo đã bắt đầu tản đi, trả lại sự bình yên cho người phụ nữ. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi tiếp tin tức trong nước và về người Việt toàn cầu. Thưa quý vị, một thông tin chấn động ở vùng Tây Nguyên. Một buổi chiều yên bình tại huyện Chơ Pư, Gia Lai. Không ai có thể ngờ rằng cậu bé chăn bò tên Long, 14 tuổi, sẽ là người vô tình khai mở một bí ẩn khủng khiếp. Khi dẫn đàn bò đi ăn cỏ, Long nhớ lại cảnh Nguyễn Văn Tiến, 18 tuổi, từng đào sới một hố đất trong khu vườn điều gần đó cách đây một tuần. Sự tò mò đã đưa cậu bé trở lại địa điểm đó và cậu phát hiện một mùi hôi thối nồng nặc và một phần xương lộ ra dưới lớp đất mỏng. Long ngay lập tức chạy về gọi người lớn, đội công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Xác bà Lê Thị Vân, 60 tuổi, được tìm thấy với những vết thương nghiêm trọng trên đầu, cánh tay trái bị đứt lìa. Điều tra nhanh chóng chuyển hướng tới con trai của bà Vân là Nguyễn Văn Tiến, người đã biến mất bí ẩn cùng với số điện thoại không thể liên lạc được. Cậu bé Long còn kể lại rằng trong lần gặp Tiến ở khu vườn đó, anh ta đã đuổi cậu đi và hỏi về người mua bò. Từ manh mối nhỏ bé này, công an đã khoanh vùng điều tra. Lần ra Tiến đã bán bò và dê của gia đình để thu về 45,5 triệu đồng. Số tiền này Tiến mua thẻ nạp game hết 5,5 triệu và mua điện thoại 17 triệu rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Các dấu vết còn lại giúp cho cảnh sát lần được theo bước chân của anh ta từ Gia Lai ra tận Hà Nội rồi lại vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 1 tháng 10, sau khi có thông tin về một thanh niên thuê trọ ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh giống với mô tả của Tiến, cảnh sát ngay lập tức tiếp cận. Khi bị bắt, Tiến thú nhận rằng trong cơn giận dữ sau khi bị mẹ từ chối cho tiền, anh ta đã dùng dao tấn công bà rồi chôn xác để phi tang. Sau đó Tiến bán toàn bộ gia súc của mẹ để có tiền cho những thú vui cá nhân rồi bỏ trốn. Thiếu tá Trần Văn Vinh, đội phó điều tra tội phạm nhân thân, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai nói, Tiến tỏ ra ăn năn vì sát hại mẹ và cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố hắn về tội giết người. Kết quả thực nghiệm hiện trường thể hiện bị can đã gây án một mình, phù hợp với tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Còn ở miền Bắc, Nguyễn Hữu Thiện, 32 tuổi ở Hải Dương đã bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chế tạo tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, sau khi công an phát hiện súng tự chế và đạn trong cốp xe của bạn gái người này. Theo đó, vào ngày 24 tháng 10 năm 2023, Công an phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội kiểm tra hành chính và phát hiện trong cốp xe của chị Nguyễn Thị Huệ, bạn gái của Thiện, có một khẩu súng tự chế, 35 viên đạn và một báng súng. Chị Huệ khai rằng số vũ khí này thuộc về Thiện. Theo lời khai, Thiện từng công tác trong lực lượng đặc công và có kỹ năng sử dụng súng, đạn. Sau khi phục viên, Thiện tự chế tạo súng và cất giấu số đạn mà Thiện gom được trong quá trình huấn luyện. Ngoài ra, Thiện còn lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt gần 700 triệu đồng thông qua việc hứa hẹn giúp họ chuyển việc. Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 9 tháng 10, lực lượng công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Hải quan đã thành công trong việc bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất cấm tại huyện Mộc Châu. Các đối tượng bao gồm Mùa Thị Dụ, sinh năm 1995, và hai thanh niên Hạng A Dự và Hạng A Di, cùng sinh năm 2000, đều trú tại bản Buốc Quang, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Lực lượng chức năng đã theo dõi quy luật hoạt động của nhóm tội phạm trong khoảng thời gian dài, khi các đối tượng đang vận chuyển 6 bánh chất cấm trọng lượng hơn 1,9 kg cùng với 1.185 viên chất gây nghiện tổng hợp đựng trong gùi trên lưng. Họ đã bị bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận họ được một người không rõ danh tính ở bên kia biên giới thuê vận chuyển số chất cấm này. Tuy nhiên, khi đến huyện Mộc Châu, họ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Chuyển qua một số tin tức khác thưa quý vị, tiến sĩ Đỗ Thanh Nhỏ cùng nhóm nghiên cứu tại Đại học New South Wales, nước Úc đã thành công tạo ra trái tim nhân tạo đầu tiên có khả năng tái tạo gần như chính xác hoạt động của trái tim con người. Trái tim nhân tạo của tiến sĩ Nhỏ mô phỏng hoàn hảo hoạt động của tâm thất trái, cơ quan quan trọng nhất của tim, rồi các bác sĩ dự đoán biến chứng và cải thiện hiệu quả điều trị. Ý tưởng ra đời từ năm 2021 khi tiến sĩ Nhỏ nhận thấy khó khăn của các bác sĩ trong việc thử nghiệm van tim nhân tạo và máy bơm tim. Sau nhiều năm nghiên cứu, nhóm của tiến sĩ Nhỏ đã thành công trong việc chế tạo một trái tim nhân tạo với cấu trúc 3 lớp cơ tim, giúp mô phỏng một cách chân thực nhất các thông số sinh học của mô tim thật. Tiến sĩ Nhỏ, quê ở Tây Ninh, từng theo học Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu về robot y tế và công nghệ tim nhân tạo. Anh đã nhận được nhiều bằng sáng chế quốc tế và đang tiếp tục đẩy mạnh các nghiên cứu sáng tạo, khẳng định vai trò của người Việt trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật tiên tiến. Thưa quý vị, từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do bị săn bắt quá mức, cá mẻ Vinh ở đồng bằng sông Cửu Long đã có cuộc hồi sinh đáng kinh ngạc. Loài cá thuộc họ cá chép này nổi bật với lớp vảy bạc và dáng lưng phình, nay là đặc sản được ưa chuộng tại tỉnh Tiền Giang và Cần Thơ, mang lại thu nhập lớn cho nhiều hộ gia đình. Chúng thường bơi thành đàn và điều này làm cho việc đánh bắt khá dễ dàng. Và đó cũng chính là lý do khiến cho chính chúng suýt bị khai thác cạn kiệt. Khi nguồn cung cá mè Vinh dần cạn kiệt, chúng trở nên hiếm hoi và giá trị ngày một tăng cao. Và có thời điểm cá mè Vinh được đồn là đã gần như biến mất khỏi các con sông thuộc vùng sông nước Việt Nam. Nhận thức được sự quan trọng của cá mè Vinh trong sinh kế, người dân ở đồng bằng sông Cửu Long đang nghiên cứu cách nuôi trồng và nhân giống. Nhờ vào việc hiểu rõ mùa sinh sản của chúng và điều chỉnh môi trường nuôi phù hợp, họ đã dần khôi phục được số lượng loài cá này. Từ đó không chỉ cứu được cá mè Vinh khỏi nguy cơ tuyệt chủng mà còn biến chúng thành một nguồn thu nhập dồi dào. Ngày nay, cá mè Vinh không chỉ là món ăn bình dân mà đã trở thành một trong những đặc sản mang giá trị kinh tế cao. Một số hộ gia đình tại Tiền Giang có thể thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ việc nuôi cá mè Vinh, thoát khỏi cảnh nghèo khó và vươn lên làm giàu. Thưa quý vị, tin vui trong lĩnh vực công nghệ, Meta vừa công bố công cụ Meta AI sẽ được triển khai tại 21 khu vực mới trên toàn thế giới. Tính đến ngày 9 tháng 10, trợ lý AI này đã có mặt tại 6 quốc gia bao gồm Vương quốc Anh, Brazil, Bolivia, Guatemala và Paraguay cũng như Philippines. Trong vài tuần tới, Meta AI sẽ được ra mắt tại một số quốc gia khác bao gồm Việt Nam với hỗ trợ cho ngôn ngữ tiếng Việt được tích hợp bên trong Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger. Người dùng chỉ cần nhấp vào biểu tượng Meta AI hoặc nhập A+Meta AI vào cuộc trò chuyện nhóm để sử dụng, hoặc thông qua website meta.ai. Tuy nhiên, công ty mẹ của Facebook vẫn chưa tiết lộ thời gian cụ thể cho từng thị trường. Trước đó, tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam ở Hà Nội vào ngày 1 tháng 10, Nick Click, chủ tịch phụ trách đối ngoại toàn cầu Meta, cho biết: "Chúng tôi tự hào là công ty công nghệ lớn duy nhất tại thung lũng Silicon cung cấp công cụ AI miễn phí dành cho người dùng Việt. Cùng với tai nghe thực tế ảo Crest 3S sản xuất nội địa, Meta kỳ vọng vào sự phát triển thành công của Việt Nam trong tương lai." Thưa quý vị, và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại cho bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.